Welcome tất cả anh em chờ kênh THPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Cái Thế Tranh Hùng thì video mình sẽ nói qua về con tướng quốc dân Quan Vũ. Con này vừa mình cũng đọc xong kỹ năng rồi em ơi. Kỹ năng nó quá hoàn hảo nên anh em cố gắng kiếm nó và dồn mạnh lên 6 sao sớm nhất có thể cho mình. Hiện tại bây giờ anh em có thể đi theo hai hướng. Một là anh em tích vé quay kim bảo ấy, đợi đến khi ra con Quan Vũ anh em xả. Nhưng mà xả nếu anh mà xui ấy, nó ra con tướng nữa khác thì có thể anh em sẽ nhảy server ấy. Hơi toang nhỉ. Hoặc là em có thể đi theo một cái hướng chắc ăn như mình ấy, không muốn nhảy server ấy, là lúc đầu em cố gắng rồi con Hoàng Trung lên lên 6 sao rồi anh em lại tích kim bảo với tích vé quay ấy, đợi ra Quan Vũ rồi quay. Cái con game này ấy, một ngày trung bình anh em nhận lì xí mình nhớ là 10 cái thế giới cộng với 10 cái bang ấy, xấp xỉ anh em sẽ được từ 1.000 đến 3.000 kim bảo. Đây là mình nhá, mình thu nhập được 1.000 đến 3.000 mỗi ngày. Đấy là lý do vì sao mà mình nhiều kim bảo như vậy, cộng với vé quay ở các tiệm này, mấy cái hoạt động ngày cũng rất là nhiều nữa. Cộng với game này nó có thêm cái đào báo, thêm phải gọi là quá nhiều nguyên liệu luôn ấy. Lên theo cái ý kiến mình, anh em theo cái hướng lên con Hoàng Trung đêm chính trước, rồi anh em mới tích đợi con Quan Vũ nó ok hơn. Mở game dạng này ấy, phần trăm cao ấy, khi mà con Quan Vũ ấy nó hết cái sự kiện vòng quay không, nó sẽ có trong vòng quay thường. Mà có trong vòng quay thường ấy thì phải đến 80% thì nó sẽ có trong đấu giá. Đấu giá anh em chỉ cần bỏ 9.600 kim bảo ấy, anh em mua mắc là được. Nên nếu mà có trong đấu giá anh em chú ý nhé. Đây lì xì 268 này. Và game này anh em trong cùng một bang chú ý, mấy cái lì xì bang mấy thế giới mà nhiều kim bảo ấy, anh em khi nào anh em thả, anh em kêu anh em bang vào nhận ấy, như thế thì anh em sẽ túi được về phần kim bảo cho bang. Ok, tiếp đến mình sẽ nói qua về kỹ năng tướng nhé. Ngày hôm nay anh em đi đến cái ải 13 ấy, thì anh em đánh trong trận ấy, rồi anh em xem kỹ năng của tướng là ra nhá. Trong này thì nó chỉ có ba kỹ năng đầu tiên thôi, tí mình sẽ soi thêm cả hai cái nội tại thứ tư và thứ năm ấy ở bên trung nữa. Đây anh em vào thống kê này, rồi vào kỹ năng là ra nhá. Đây đầu tiên là cái tuyệt kỹ nó, tức là cái đầu tiên ấy, thời gian hồi 16 giây, Quan Vũ phi đến trả mục tiêu chính rồi lại lướt đi trả ngẫu nhiên kẻ địch xung quanh tổng cộng 5 lần, mỗi lần gây sát thương bằng 240% chỉ số công, ưu tiên chém tướng địch. Tức là nếu mà có tướng địch thì nó sẽ chém tướng địch trước, không có thì nó sẽ chém binh. Và mỗi lần Quan Vũ chạm đều có 30% tỷ lệ gây choáng trong 3 giây. Hiệu ứng choáng có thể tác động nhiều lần lên cùng mục tiêu ấy. 30% nó chém tổng cộng là 6 lần. 6 lần là kiểu gì cũng có 2 đến 3 phát dính em ơi, rất là cao luôn. Về 3 sao tướng, khi tung tuyệt kỹ Quan Vũ nhận một lớp bùa lợi hồn tướng, mỗi lớp bùa sẽ giúp cho Quan Vũ tăng 10% báo kích cộng với 10% công. Công đã ngon rồi, đây nó tăng thêm cả báo kích em ơi. Báo kích game nào cũng vậy, auto ngon nhất. Còn về cái hồn tướng ấy thì mỗi lớp bùa nó sẽ tăng 8% sát thương và biến thương, tối đa cộng dồn 5 lần. Trạng này có thể bị giải trừ. Rất là ngon em ơi. Tiếp đến là 4 sao. Mỗi lần tuyệt kỹ gây sát thương sẽ khiến mục tiêu bị giảm 8% thủ, kéo dài đến hết trận chiến. Bùa hại cộng dồn tối đa 5 lớp. 5 lớp tức là 40% thủ ấy anh em ơi. Mà nó kéo dài từ đó đến cuối. Nếu mà có cái tuyệt kỹ 4 sao này ấy, cái con đang tanh có trâu nữa thì đến cuối trận nó vẫn đuối nhá. Rất là ngon em ơi. Tiếp đến là 5 sao này. Mỗi lần dùng tuyệt kỹ gây sát thương sẽ giúp Quan Vũ có 70% tỷ lệ bồi, thêm một phát chém, thêm 25% sát thương lên cả mục tiêu bị chém lấn các nạn nhân xung quanh đấy, bán kính 5 mét. Tức là nó sẽ thêm 70% ấy, thêm một nhát chém. Nhát chém ấy thì nó sẽ bằng 25% sát thương. Cuối cùng là 6 sao mới ngon em ơi. Nếu đang có tối thiểu 3 lớp bùa, chắc là tầm 1 phút trở lên ấy, là Quan Vũ nó tung tuyệt kỹ sẽ được trạng thái vô địch. Đồng thời lần phi trảm đều tăng thêm 20% sát thương, tổng cộng gây sát thương bằng 1.680% chỉ số công. Vô địch là nó sẽ không bị tấn công, khống chế, miễn nhiễm với mọi loại sát thương nhá. Để em chú ý nhá. Nói chung con Quan Vũ này nó thuộc dạng kiểu như là meta như vậy. Anh em mà không có thì yếu, mà anh em dồn 6 sao lên sớm ấy thì khỏe thôi. Về sau ấy, anh em sẽ dồn mạnh con Quan Vũ ấy, chắc là sẽ gấp tầm hơn 3 lần lực so với mấy con còn lại nhá. Tiếp đến là cái kỹ năng thứ hai, đấu kỹ. Thời gian hồi 10 giây, Quan Vũ vung đao chém kẻ địch
theo hình vòng cung phía trước, gây sát thương bằng 300% chỉ số công. Và khi Quan Vũ đang có bùa lợi hồn tướng, đao ảnh sẽ công kích trên phạm vi, gây thêm một lần sát thương. Sát thương đao ảnh tương đương với 60% sát thương gốc của đấu ký. 60% tức là 180% nha em ơi. Khi anh em lính ngộ lên thành thục thì nó sẽ kích hoạt cái nội tại. Có tối thiểu 3 lớp bùa hồn tướng sát thương đao ảnh sẽ xuất hiện 2 lần. Và lên tinh thông ấy, có tối thiểu 5 lớp bùa lợi sát thương đao ảnh sẽ xuất hiện 3 lần. Và cuối cùng là đại soái, các lợn nhân trúng đao ảnh từ chiêu này sẽ giảm 15% sát thương. Hiệu ứng kéo dài 5 giây, sát thương đao ảnh cũng được tăng lên 70% sát thương gốc với đấu ký. 300% là sát thương gốc cộng với 70% là 370%, rất là ngon em ơi. Tiếp đến là cái nội tại thứ ba em ơi. Cái này là tăng ích này. Quan Vũ mỗi lần đánh thường có 40% tỷ lệ gây sát thương bằng 150% chỉ số công lên những kẻ địch theo hình chữ nhật. Khi anh em lính ngộ thành thục, tỷ lệ phát động kỹ năng này tăng lên 60%. Lên tinh thông, sát thương thêm từ kỹ năng này tăng lên 33%. Bình thường là 150% ấy, 30% ấy, à đâu 33% là 183%. Và khi lên đại soái, khi Quan Vũ đang có 3 lớp bùa lợi, phạm vi công kích của kỹ năng này được khuếch trương. Đây em rất là ngon nhé. Chưa hết em ơi, nó còn có cái kỹ năng thứ ba cùng với thứ tư nữa. Đây là cái cuối cùng nhá. Này mình đã dịch qua rồi. Đây mình đã đăng một bài ở trên nhóm đang đợi duyệt em ơi. Đây cái lộ tại tư nhá. Mỗi binh đoàn kỵ binh tăng thêm 5% bảo kích. Khi lên hành tạo, mỗi 10 giây tăng 4% công kích tối đa 60%. Lên tinh thông, mỗi 10 giây tăng 9% công kích tối đa 80%. Và cuối cùng ấy, khi lên đại soái, mỗi 10 giây tăng 15% công kích tối đa 100%. Anh em không? Rất là khét luôn. Chưa hết anh em ơi. Lội tại 5, mỗi khi diệt địch hồi 10% HP ra. Khi lên hành tạo, giết địch tăng 4,5% sát thương và 3,5% giảm sát thương hoặc lé nhé. Cái này mình không biết tiếng Trung lên không rõ là lé hay giảm sát thương ấy. Phần trăm cao là lé nhé. Thường thường nếu mà giảm sát thương ấy thì chắc nó sẽ bằng với phần trăm tăng sát thương ấy. Cái khéo là lé em ơi. Và khi lên tinh thông, mỗi khi giết địch tăng 6,75% tăng sát thương và 5,5% lé. Và quan trọng khi lên đại soái, nó sẽ thêm 25% mỗi khi kích hoạt với cái nội tại giết địch này nhá. Rất là ngoan em chú ý cho mình. Anh em thấy dàn kỹ năng của con Quan Vũ này có chỗ nào nó chơi không? Kỹ năng nào nó cũng ngon em ơi. Nhất là cái kỹ năng nó vô địch này, cộng với cái kỹ năng giết tướng nó tăng thêm sát thương, nó hồi HP tối đa. Em chú ý nhá. Chắc cuối rồi mình sẽ lượn qua bên Trung đi. Để mình sẽ soi qua vài top cho em nhé. Đây Thành này. Đây bảng xếp hạng đây thì phải. Đây đầu tiên là bảng top 1 nhá. Đây Quan Vũ em này. Bình thường các con ấy lực chiến là 21 triệu phải không? À phải không nhỉ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đúng rồi, 21 triệu. Đây Quan Vũ 45 triệu nhá. Đây là bản này top ấy. Top thì rất là nhiều cái liệu anh em trải đều ra ấy. Còn riêng anh em lông dân ấy thì kiểu gì cũng tầm gấp 3-4 lần lực chiến nhá. Tôi mình xem ai lực chiến thấp thấp tí nhỉ. Đây cái này như là đấu trường phải. Không phải à. Để mình vào cái đấu trường xem ai lực chiến thấp mà top cao nào. Kiểu gì bạn ấy cái con Quan Vũ cũng rất là cao luôn. Đấu trường như ở đây thì phải nhỉ. Đúng rồi. Đây bảng xếp hạng nhá. 2 triệu 3, triệu 6, triệu 2, triệu 4 này. Đây có bạn 962k. Đứng với một dàn 1 triệu 2 với 1 triệu 3. Chứng tỏ bạn này dồn Quan Vũ siêu mạnh luôn em ơi. 1000%. Đây nhá. Triệu Vân của anh em này. 7 triệu lục chiến. 7 triệu không? Anh em đoán cái con Quan Vũ này bao nhiêu chiến? Đây anh em tham khảo cái đội hình này nhá. 7 triệu không? 7 triệu thì Quan Vũ chắc tầm 21-22 triệu à? 24 triệu em ơi. Đây dùng cá nhá. Cái game này về sau ấy, nhiều con đang sốc đêm như là Lữ Bố này. Cậu với Quan Vũ lên đa số anh em sẽ dùng full cá nhá. Đây cá này. Chắc tí rảnh mình sẽ làm một cái video về cái ấn này đi. Đây con Trương Phi dùng cái đỡ đòn nhá. Mấy con tanh ấy thì phải dùng cái đỡ đòn mới khỏe được.
Đây, cái con Trương Anh Thái dùng cá này em ơi. Triệu Vân cá lốt này. Đây con đang quan mình cung cá nhá. Đây em tham khảo nhá. Chắc quay xong cái video mình sẽ làm cái video ấn. Cái ấn cá ấy, chắc tầm 2-3 tháng nữa anh em mới cần thôi. Còn lúc đầu anh em sẽ xài khác. Đây ngày hôm nay anh em chú ý cho mình con quan vú nhá.